Alita: Battle Angel là dự án khoa học viễn tưởng hiếm hoi lọt vào được mắt xanh của hai vị đạo diễn đại tài nhất Hollywood, đó là James Cameron và Guillermo del Toro. Tuy nhiên, thật khó có thể tin dự án tiềm năng như vậy lại không thể trở thành một quả bom tấn đại phá khắp các phòng vé trên thế giới. Alita: Battle Angel được ra mắt vào năm 2019, chỉ đem về cho 20th Century Fox 404 triệu đô doanh thu toàn cầu, một con số không quá tệ. Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ hơn, kinh phí sản xuất của phim đã rơi vào khoảng hơn 170 triệu đô, nghĩa là chỉ có lời một chút ít. Vậy nên, đây là một dự án thất bại hiếm hoi dù có bàn tay của James Cameron nhúng vào. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Ngay bây giờ sẽ là video về cách mà Alita: Battle Angel được đưa lên màn ảnh lớn và vì sao phim không thành công như kỳ vọng ban đầu. Trước khi bắt đầu, các bạn khán giả quen thuộc của Way to Weird đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai nhé. Không để mất nhiều thời gian của các bạn hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Let's go! Alita: Battle Angel được dựa trên bộ manga Gun của đạo diễn Yukito Kishiro, được xuất bản vào năm 1990. Phim là câu chuyện về một thế giới giả tưởng ở thế kỷ 26, cụ thể là 300 năm sau khi cuộc chiến tranh tàn khốc mang tên The Fall diễn ra. Trái đất đang trong quá trình tái hình thành trở lại. Mọi chuyện bắt đầu khi tiến sĩ Dyson Edo vô tình tìm thấy cơ thể bị hư hại của một nữ robot. Điều đặc biệt của người máy này là cô sở hữu bộ não của con người cùng với một trái tim nguyên vẹn. Chính vì những điều phi thường đó, Dyson đem cô người máy về nhà và đặt tên cho cô là Alita. Về sau, Alita phát hiện ra rằng bản thân là một chiến binh thiện chiến và tân tiến nhất con người từng sản sinh. Cơ thể thật của cô bị thất lạc và giấu kín ở bên dưới một xác tàu chìm sâu dưới đáy biển. Đến khi khôi phục lại được thể chất vốn có, Alita dần nảy sinh tình cảm với một chàng trai có tên là Hugo, cũng như phát sinh ra những mâu thuẫn với tay phản diện Vector, một thương nhân đứng sau chi phối các trận Motobo vô cùng phổ biến ở thế giới hiện đại. Từ đây, Alita vừa phải tìm cách làm chủ được sức mạnh to lớn của bản thân để bảo vệ người thân, vừa phải tham gia trận đấu để giúp đỡ anh chàng mình thầm thương trộm nhớ, và vừa phải dập tắt được dã tâm của Vector. Có thể nhiều bạn chưa biết, nhưng ngay ở thời điểm thập niên 90, sau khi bộ truyện gốc Battle Angel Alita không chỉ thành công ở thị trường Nhật Bản mà còn tạo ra được tiếng vang lớn ở phương Tây, người đầu tiên muốn chuyển thể tác phẩm này thành một bộ phim điện ảnh chính là vị đạo diễn đại tài Guillermo del Toro. Tuy nhiên, sau khi nhận ra được rằng người tâm huyết và hiểu rõ nhất về các dự án khoa học viễn tưởng chính là James Cameron qua hàng loạt các tác phẩm kinh điển trước đó như Alien hay Terminator, Guillermo del Toro đã quyết định giới thiệu dự án này cho James Cameron và rõ ràng là người đồng nghiệp của ông đã rất thích thú trước những ý tưởng và thế giới bên trong của Alita. Thậm chí vào giữa năm 2000, James Cameron còn nhanh chóng đăng ký ngay tên miền battleangelalita.com với 20th Century Fox để giữ ghế cho dự án này. Tuy nhiên, ở thời điểm mà Alita chỉ mới là những nét vẽ trên giấy, cả Guillermo del Toro và James Cameron đều công nhận một điều rằng kỹ xảo ở thời điểm hiện tại không thể nào tái hiện được những gì tinh túy nhất của Yukito Kishiro trong bộ truyện gốc, một trường hợp tương tự như của Avatar. Vậy nên, cặp đôi đạo diễn sau đó chỉ nói về Alita như một dự án dài hơi trong tương lai, chứ chưa thể có bất cứ động thái gì về việc sớm khởi động quả bom tấn này. Mà thay vào đó thì Guillermo del Toro đã quay về với những dự án quái vật của mình trong Hellboy hay Pacific Rim, còn với James Cameron thì ông bắt tay vào làm Titanic. Đến khi kỹ xảo có thể dần đáp ứng được những ý tưởng cực kỳ sáng tạo của James Cameron, thật tiếc cho Alita khi dự án này được đặt lên bàn cân cùng với Avatar để cân đo đong đếm. Và tất nhiên thì cuối cùng thì James Cameron đã bắt tay vào thực hiện Avatar trước. Mọi chuyện sau đó đã đi vào lịch sử khi Avatar đã trở thành dự án tỷ đô và thành công nhất mọi thời đại, trực tiếp đóng khung James Cameron vào các phần phim tiếp theo. Alita thì sau đó được tin tưởng giao lại cho đạo diễn Robert Rodriguez. Một sự thật thú vị khác cũng xảy ra cùng thời điểm sau khi Avatar ra rạp, đó là vì bộ phim năm 2009 của James Cameron thành công ngoài sức tưởng tượng, nhà sản xuất John Lando đã phải thuyết phục Robert Rodriguez đổi tên phim lại thành Alita: Battle Angel thay vì Battle Angel. John cho rằng mọi thứ bắt đầu bằng chữ A sẽ tiếp tục đem về trái ngọt giống như Alien và Avatar. Ban đầu, Robert Rodriguez không phải là cái tên khiến nhiều người quá an tâm về chất lượng của bộ phim.
Đây cũng là điều dễ hiểu vì ông chỉ được biết đến nhiều nhất thông qua hai tác phẩm hài dành cho trẻ em là Spy Kids cùng với Cậu bé cá mập và Cô bé nham thạch. Ngoài ra thì về mặt chuyên môn, Robert Rodriguez chỉ thật sự mới gây ấn tượng với mỗi Sin City, một bộ phim hình sự được chuyển thể từ truyện tranh được đánh giá rất cao về mặt nội dung, tất nhiên là cũng rất thành công tại phòng vé. Nhiều người cho rằng Alita Battle Angel chắc hẳn cũng sẽ có chất lượng rất tồi tệ, cũng như các bộ phim live action khác mà Hollywood cố gắng thực hiện khi cố gắng chuyển thể một bộ manga hay anime nào đó. Tuy nhiên, sau quá trình cùng nhau ngồi làm việc để hoàn thành nốt 186 trang kịch bản còn dang dở cùng hơn 600 tờ ghi chú, James Cameron đã đánh giá rất cao thực lực và khả năng của Robert Rodriguez nên đã quyết định đề nghị anh cầm trịch dự án mà ông rất yêu thích này. Dẫu vậy thì phải đến năm 2016, Alita Battle Angel mới thực sự được đi vào giai đoạn sản xuất sau quá trình thương thảo để cắt giảm ngân sách xuống từ 200 triệu đô còn 170 triệu đô. Dù đứa con tinh thần cứ liên tục bị đùn đẩy từ năm này sang năm khác, song vẫn có một bằng chứng cực kỳ thỏa đáng để chứng minh rằng James Cameron thực sự yêu thích những giá trị cốt lõi của Alita. Đó không gì khác ngoài đôi mắt đặc trưng của cô nàng người máy này, thứ đã tạo ra không ít những luồng ý kiến trái chiều khi mà những trailer đầu tiên được ra mắt. Chỉ vì quá yêu thích khuôn mẫu nguyên bản của Alita, James Cameron đã tự làm khó bản thân và đội ngũ làm phim khi đã tạo nên một Alita hoàn toàn bằng CGI. Trong khi nhân vật này thực chất chỉ có một nửa là người máy và cô hoàn toàn có thể được đóng và thực hiện các cảnh quay một cách bình thường. Chính vì sự đam mê mãnh liệt với CGI này, phim trường của Alita Battle Angel đã buộc phải bố trí thêm nhiều máy quay hơn để ghi lại từng điểm đánh dấu trên người của các diễn viên để tái tạo một Alita một cách hoàn hảo nhất trên máy tính. Về phần nữ diễn viên chính, Rosa Salazar là một sự lựa chọn rất bất ngờ và táo bạo của các nhà làm phim khi cô đã đánh bại được hai tên tuổi đình đám khác là Zendaya và Michael Morrow để sắm cho mình một vai chính trong bộ phim này. Công nghệ bắt cử động trong phim cũng như được đẩy lên một tầm cao mới khi giờ đây nó phải có thêm một nhiệm vụ là tái hiện lại những nét tính cách của diễn viên một cách hoàn hảo nhất. Khi Alita là một nhân vật khác đa dạng về mặt cảm xúc và đặc biệt là công nghệ phải tạo ra được một đôi mắt biết nói. Nói cho dễ hiểu, công nghệ bắt cử động trong Alita Battle Angel phải hoạt động với công suất lớn hơn nhiều nếu so với trong Avatar hay cách mà Avengers Infinity War tạo nên Thanos. Ngoài ra, để các cảnh chiến đấu trong Alita Battle Angel có thể trở nên mượt mà và như được đưa ra từ những trang truyện lên màn ảnh, công nghệ bắt chuyển động cũng gần như phải hoạt động hết công suất khi phải liên tục ghi lại cử động của các diễn viên đóng thế lúc đang mặc lên mình bộ đồ chuyên dụng để ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất trong chuyển động. Một sự thật thú vị khác về quá trình làm phim mà chúng mình cũng đã từng nhắc chính là Alita Battle Angel cũng sở hữu cho mình một phân cảnh thực hiện công nghệ bắt chuyển động ngay bên dưới hồ nước. Dù rõ ràng là khi lên màn ảnh lớn, cảnh phim này diễn ra không mấy mượt mà, song đây cũng chính là những viên gạch tiền đề để tạo ra Avatar The Way of Water đã công phá các phòng chiếu trong thời gian qua. Giống như Avatar, kỹ xảo của Alita Battle Angel vẫn thật hoàn hảo, thế giới trong phim hiện lên quá đỗi sống động và nhân vật trung tâm vẫn vô cùng thu hút. Song thứ khiến thiên thần chiến binh không thể gặt hái được những sự thành công như kỳ vọng ban đầu xuất phát từ việc thiếu nhất thống trong mạch phim. Mối quan hệ của Alita và Hugo là một trong những điều khiến hồi sau của phim trở nên gượng gạo. Lời thoại của phim thiếu trau chuốt và đương nhiên là tương tác giữa hai nhân vật cũng thiếu tự nhiên. Rõ ràng mà phải không, để tạo nên một Alita với những chi tiết có 102 và vô cùng ấn tượng, các nhà làm phim phải đánh đổi việc tương tác tình cảm giữa cô và các nhân vật khác không được như ý. Ngoài Alita, các nhân vật khác của phim đã không có đất dụng võ, dù rằng đây toàn là các diễn viên thực lực. Lần lượt là những cái tên Mahershala Ali trong vai Victor, Jennifer Connelly trong vai Chiranth, hay Christoph Waltz trong vai tiến sĩ Dyson Edo. Đây đều là những con người đã được cầm trên tay tượng vàng Oscar danh giá, nhưng tất cả đều được xây dựng động cơ rất hời hợt. Victor thì chỉ là người làm nền cho phản diện được xây dựng ở phần thứ hai, thứ mà chưa biết bao giờ mới được sản xuất. Chiren là một nhân vật không có trong nguyên tác, chỉ có trong bản anime chuyển thể, nên cũng chẳng khó hiểu vì sao cô lại gần như không đóng góp một vai trò quá rõ rệt trong phim. Vớt vát lại được chút đó là tiến sĩ Dyson, khi mà ít ra ông có cho mình những thay đổi tương đối phá cách và tương tác mới mẻ, ăn ý hiếm hoi với Alita ở phương diện tình cảm để bù đắp lại cho mối quan hệ ngô nghê giữa Alita và Hugo. Và đó là toàn bộ những gì mà Way to Weird Movie chúng mình muốn chia sẻ về quả bom hụt đáng tiếc tại phòng vé toàn cầu mang tên Alita Battle Angel, một dự án mà nếu một trong hai James Cameron hay Guillermo del Toro tự thực hiện từ đầu đến cuối thì có thể mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Còn các bạn thì sao? Mọi người có suy nghĩ gì về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird out.